rồi, nhưng mà khi mất ra ngoài à mình mới hiểu, mất đau rồi à tôi hiểu rồi, chứ là cái hiểu biết của mình nó rất rõ ràng, mình phải nắm vững cái chỗ này nè. Bởi vậy ngày xưa người ta nói là gì, nhà giàu đứt tay mài đổ ruột, là người ăn mài á mà nó đổ ruột nó không la, thấy không, nó biết là nó la, còn cái nhà giàu có đụng chúng không biết, nó có tưởng tượng đủ thứ. Thì mình cũng vậy, mình hiểu thiền tâm rồi là cái nghiệp mình phải trả, à dẫn nó đau đau cãi đó, tôi biết được về đầu kia thôi, đi vào giấc ngủ mở mắt ra thấy hai con đường này, tụi mình cứ nói cho kỹ, đừng thấy dòng tộc mình lại thương quá giàu ôm vô nó kéo vô mình rồi xong rồi mình đi một vòng nữa, một vòng nữa là cái thiền tâm này mất rồi, đồng thông này con mấy mươi năm, 70 năm lần mà là không còn ổn yến nữa, rồi khúc đó đầu thai kịp thôi, ở đầu thai mình rủi đi dòng tộc, bởi vì một quốc gia có 4 dòng tộc thôi, cái người thượng cũng là dòng tộc của mình, một cái dòng tộc nó đa số mà rủ mình có hồn có cái tạo nghiệp gì mà lên trên làm mà đỡ nên phổ biến người kinh rồi ông nội vậy nên không biết gì đâu đâu. Mỗi lần cái thiền tâm này phổ biến có mấy chục năm mà nó đi 10.000 năm nó mới ra một lần, mình nhớ rồi. Thành ra Phật cũng nói là giống như trong kinh đó là con rùa mù ở Thái Bình Dương mà đi tìm cái bồn cây ở trên núi làm sao thì nó đã mù rồi mới quay lại. Thì bây giờ mình nên nhớ rằng mình may mắn nhận hiểu được cái thiền tâm này, muốn giải thoát thì đây là cái công thức. Khi mà tu thiền tâm là tất cả các cửa đều đóng, chỉ có con đường giải thoát và con đường dòng tộc thôi. Đó, nên nhớ cái chỗ này. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ kính thưa thầy, thầy cho con hỏi là khi mình rơi vào trung tâm vận hành của luân hồi, xin thầy dạy rõ cho chúng con là sao? À, có như anh nói là khi mà con người mình rơi vào trung tâm vận hành của luân hồi á, thì xin giải thích rõ là nó như thế nào. Bây giờ đó muốn biết nó rơi thế nào mình rơi, mình giống như mình ở trên cái dòng suối. Ha, giờ mà ai ở sông dòng vật dòng mà Cửu Long khi nào trên trời mà rơi xuống ấy, đúng cái nước mà nó chảy ra biển ấy, vừa rơi nó đạp chân, đó là gọi là trung tâm vận hành đúng không? Ở trên mặt trên á thì điện từ âm nút vô, còn đầu dưới điện từ dương đẩy ra, từ cái trục từ trên bắc xuống nam, đó gọi là trung tâm vận hành luân hồi, nhưng mà nó không siêu qua mặt trời được. Nó bên trong nó vẫn có cái lực của nó, nhưng mà nó tới cái đó nó tới 6 cái hành tinh này, tách thật 6 cái hành tinh này, tùy theo nó rơi nó trúng cái hành tinh nào thì nó hút vô hành tinh đó. Nó 6 hành tinh mà, giống như thì còn chuyện rơi cũng vậy. Thì mình ở hành tinh này thì cái đó hành tinh nó rơi chừng nào mà nó tới cái trung tâm vận hành luân hồi là cái điện từ âm dương nó không còn cuốn hút nữa, thì cái vỏ bọc tánh người á, gọi là trung ấm thân nó mới tan ra thì Phật nhãn mới mở, vừa mở ra thì vừa lúc cái điện từ dương đẩy ra nó đạp mình ra, đó gọi là trung tâm vận hành. Con hỏi thêm một câu nữa thầy, cái trung tâm vận hành luân hồi có phải là mặt trời không? Cái hỏi là cái trung tâm vận hành luân hồi có phải là mặt trời hay không? Phải, mặt trời là gọi là trung tâm sự sống của trong cái này, trung tâm sự ấm nó khác đúng không thầy? Dạ. Bây giờ mình xem nè, bây giờ cái này cái chai này nó quay nè, phải không? Đó từ trên nó là dương âm, ở dưới là dương, là giữa cái này nó cái trục này nó có quay, thì nó rơi vào nó quay thì nó tan rã ra là cái điện từ dương nó bắt đầu nó đẩy mình ra, nó đẩy ra đã trở về một giới. Rồi ra đó mới định hình một kim thân Phật, rồi một phân ngôi nhà Phật thân trước, rồi một kim thân Phật từ trong nhà đi ra. Bởi vì cái tánh Phật đó, nó không có nhà ở nha, còn một kim thân Phật mới có ngôi nhà Phật thân. Thành ra ông thấy phải có giống như có cái nhà được tự nhiên có thân người, thân Phật lớn thì ai cũng thích, ai chạy nhào vô đây gặp cái tánh người đó, nó lợi dụng cái này nó đẩy mình đi. Cái tánh người nó cũng không có đâu, nhưng mà tại vì nó đi vào đây nè, do cái ham muốn của mình nó vô đây nó tạo thành một cái ta đó, tạo thành cái ta, thành ra nó có chịu luôn.
con người ta mà bỏ cái ta mau giải thoát, tại mình không chịu bỏ cái ta. Mà thầy nào cũng giỏi, thầy nào chơi nó mình cũng giỏi, mà Phật tử nào đó tu cũng đi theo một thầy có giỏi lắm, cũng tà không chứ mà không thoát đi, thoát ra cái thầy đi, thoát ra những cái mà học cao hiểu rộng đi, thì nó mới trở về cái chân lý này được, chứ còn cái ta thì không khỏi. Thưa mời hỏi thêm. Dạ thưa thầy, cho con hỏi là khi mà những cái hiện tượng mà mình thấy thiên thần làm ra đó, mình những cái hiện tượng mình thấy đó, khi là lúc đó là mình đã mất chung ấm thông, đã ra được cái xác thân mình chưa, hay là mình đang còn nó nằm ở trong thân tứ đại mình? Con hỏi từ cái đầu rồi hả? Từ câu thôi. Dạ lúc là khi mình thấy những cái hiện tượng mà khi mình sắp mất. Bây giờ thôi về thấy hiện tượng, trong khi mình bình thường á, mình vẫn ưa thấy cái chuyện đó. Ví dụ bây giờ mình nói cái người bệnh không nói thì trước khi bệnh cũng ưa thấy nè, mà cái người mà 90 tuổi á, họ chuẩn bị họ chết á, vài bữa thấy này vài bữa thấy kia, đó là gọi là tiền nghiệp của mình. Còn khi nào mà họ nhắm mắt rồi á thì họ mở mắt rồi họ thấy là do cái nghiệp nặng nhẹ đi theo cái sự ham muốn của họ. Ví dụ bây giờ con tu tịnh độ thì trước khi tu độ niệm Phật đó, tôi thấy nhiều người đó ông Phật trước, lúc nào thấy Phật trước thì đó họ mừng lắm, nó đúng là mà ngồi rất tươi tỉnh và Phật trước thì rất đúng, nhưng mình không dám nói là cái sự thật của nó. Khi mà tứ đại này nó lạnh ngắt rồi thì cái trung ấm thân đi ra, gọi là cái tánh người ra, tánh người này nó mới coi là trở thành là gọi là cái trung ấm thân á. Thì trung tâm thì cái tánh Phật ở đâu nằm trung tâm thân, nó mới nhìn ra nó thấy cái cảnh Phật thì mừng mới nhảy chạy ôm ông rồi xong rồi. Mới vừa tới á thấy nó đúng rồi, 4-5 cái cảnh chứ không phải không đâu, mà cái cảnh nào trâu nhất thì ông thành mà phụ trách nhân quả cho mình biết mình thích ông này rồi nắm trung tâm mình quăng vô xong ở ngoài thì giống như mình ở đây mấy nhỏ mà nó chơi nó nắm mà cái con diều á nó quăng nó bay rồi theo, đó là theo nhân quả luân hồi, nó phải có cái lực của cái ông mà quản lý nghiệp mới được, chứ còn nếu thấy không hút nổi đâu, nó phải có cái lực đẩy, giống như là ở thế gian này mà cái hòa tiễn muốn bắn á, không phải nó tự nó bay được đâu, nó phải có cái lực đẩy nó mới bay được. Thì cái luân hồi trên thế giới này nó cũng giống vậy, giống khác đâu. Rồi học câu hỏi cái giới thứ hai đi. Dạ nhưng mà con hỏi câu số 2, như mình chìm như trong giấc ngủ, mình chìm trong giấc ngủ đó là phải mình chết trong lâm sàng rồi mình tỉnh lại hay sao thầy? Có nhiều người chết luôn, có nhiều chết tỉnh dậy. Có nghĩa là tại sao á người ta chết mà phải để mấy tiếng đồng hồ ha, cho nó lạnh ngắt. Còn nếu mình hiểu rồi tiêu tiền tâm có lạnh ngắt là xong rồi, không mấy tiếng nữa, tiếng mà cũng là xong rồi ha. Còn cái mà không phải tu thiền tâm phải để 8 tiếng là vì người ta không muốn đi. Còn thiền tâm mà muốn thoát ra được mà đi vào này, ta muốn đi ra cho nhanh. Đã tao biết mày rồi, mày ôm tao giờ tao muốn đi nhanh. Chỉ có thiền tâm mới được làm cái này thôi. Còn cái người mà tu mà có vật lý cứ nửa muốn đi nửa không, thành ra cái gọi chết lâm sàng. Có nhiều khi người chết mấy tiếng hồ sống vậy đó, là tại tao muốn đi đó, vì cái nghiệp đó nó phải chiều theo cái này. Là mình phải hiểu là thiền tâm nó khác này, thiền tâm là vừa chết rồi thì thông cho đi luôn cho rồi. Mai mốt á, ai đi đủ mình lớn tuổi mà mấy nín thở thôi, nín mẹ cho rồi luôn đứng ráng thở nên nín thở đi luôn. Bây giờ là tôi nói thấy có nhiều ở nhà cha mẹ mình nó đem cái bình oxy thở hoài làm sao không chết, rút ra chết liền tại chỗ. Cái đó là tại bệnh chứ đâu phải là mình biết này thôi. Tao cho mày tắt thở luôn đi, tao đi chứ. Chứ sống thêm vài tiếng chỉ cho nó mệt, chứ mất công thở tới tao luôn. Đừng hỏi tới đi. Thầy cho con biết theo ý của em là chút xíu là ý là mình áp dụng cái nhất thực thiền đó, đối với con nước ít ngay thời điểm là cái trung cái chuẩn bị đi ra khỏi đỉnh đầu hay là nó ra rồi mình nó áp dụng này. Ý là nó mà cái áp dụng cái thiền ngay bên là còn biết rồi, nhất tự thiền không áp dụng bên trên thì được, áp thiền là
đối với ông thần nhân quả mình còn cái đắc không? Còn mình mà đã thoát ra rồi thì đi vào trong cái còn đi thoát ra ngoài cái lực hút của trái đất rồi, không sử dụng nước tự thiền được. Còn có nghĩa là ông thần nhân quả ông đẩy mình ra khỏi cái lực hút của trái đất rồi, mình mong là đi giảng sanh hay là mình giải thoát là do cái này mình không sử dụng. Mà sử dụng nước tự thiền là cái lúc mà giằng co là nửa giải thoát mà đi ra này ông đó. Mình nó đi ra để giải thoát, tại mình có ý niệm mình giải thoát, ông chịu đẩy cho đi lên trên á. Mày có phước chứ không phải mày có công đức. Đó, nhất tự thiền này áp dụng cái này. Nếu mà bởi vì có công đức ít á, ông lỡ được. Còn công đức nhiều thì ông mua mà tự tại ha. Nên nhất là nếu mình có công đức chứ thì phải dùng nhất tự thiền mới áp dụng được. Chứ còn phước đức thì khỏi sử dụng nhất tự thiền. Ông đó ông lỡ ông chặt mình, ông đẩy mình đi lên. Bởi vì mình có công đức, ông mới về nhà. À, bởi vì đức trọng quỷ thần kinh, đức trọng mình có đức thì ông mới nể mình. Còn những lỗi mình có phước đức dương, phước đức âm thì còn lâu. Ông coi như mình tội phạm rồi chứ không có tha rồi đâu. Rồi hỏi tiếp đi. Sẵn đây thì con kính hỏi thầy thêm một ý nữa là cái kiến tấn sâu là như thế nào, là cái trạng thái nó làm sao thầy thích thêm một xíu. Kiến tấn sâu là mình gọi là mình bây giờ nó tóm ra đó, giống như mình mù mắt đi, mở nhí ha, còn mở trắng trưng là gì, có nghĩa là mình cảm nhận được cái pháp môn thiền tâm này. Bởi vì cái kiến tánh sâu là nó sẽ xuất phát ra được những cái là cái câu kệ, chứ còn kiến tánh sơ sơ nó không phát nổi đâu. Kiến tánh sâu là căn cứ vào kiến tánh sâu là phát ra được câu kệ rất hay. Có nhiều người đọc câu kệ rất cảm động, ta khóc được, đọc chứng câu kệ của mình mà mình khóc, đó là kiến tánh sâu rồi. Chứ đừng có tưởng đâu mà tại ha, mình đã tự nhiên mình đã từ xưa giờ mới không hiểu cái này, bây giờ mình đã hiểu, mình đọc mình cảm xúc, đó là gọi kiến tánh sâu, có được cảm nhận được mà từ xưa giờ không ai hiểu cái này, bây giờ có hiểu thì kiến chuyện cứ mà gọi là trúng số động đất, trúng số thì kiểu mà cái gì đó ở bên Mỹ cứ bay đôi tôi. Cho con hỏi là chút xíu nữa thôi, là cái trạng thái mà gọi là nhập tiên kiến thì nó như thế nào, thầy giúp cho con xíu. Nhập là vào, tri là biết, kiến là thấy, là tất nhiên mình vào được cái thấy bằng tánh Phật của mình á, gọi là nhập tri kiến nha. Thì nó tiếng cái đó nhập tri kiến là nói bằng tiếng Trung Quốc, chứ mình đó tôi thấy bằng tánh thật đầu sau, đơn giản vậy. Thưa thầy, cho con biết có một ông thầy là ông nhờ con hỏi giùm, là ngày xưa giờ là ông tu kinh Thủ Lăng Nghiêm, mấy năm để chú Thủ Lăng Nghiêm, và ở trong đó nó là đọc kinh chú Lăng Nghiêm là phước đức và công đức vô lượng. Xin thầy cho con biết là năm định chú đó là Phật nói hay là của thần nói? Ông nói chân thể Phật và của thần đọc. Ông nói ông thầy ông nói. Ông chưa có đọc cái vừa lương vỗ đế. Phật nào nói chuyện đó mà ông thần nào chuyện đó. Ông thần là không có xài. Ông thần là cứ dụ là sao mình cúng tổng ăn xong. Chứ không có dạy về đạo đâu. Còn mấy ông đó là gọi là ông bịa ra, ông nói cho ông kiếm tiền thôi. Chứ không có Phật không thần nữa. Rồi con hỏi tiếp. Dạ, thế này là còn người thứ hai là họ không có biết đến thiền tông, nhưng mà họ coi sơ qua là về thiền tông là làm công đức và phước đức. Thì bây giờ là họ chưa có dịp đến chùa thiền tông, thì họ nghe nói là đọc kinh Bát Kho là có rất nhiều công đức. Thì xin thầy giúp họ là trong cái quyển mà Pháp Sư Công Đức đó là Phật nói hay là do ông sổ giả khác ông nói, thì chỉ đọc thôi để có công đức không cần phải làm. Ở trong biển là Pháp Sư Công Đức. À, nói đúng ra đó, ứng dụng kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy, ông nói nếu đọc kinh Kiếp Hoa mà nhận được chỉ kiến á, để có công đức. Còn kinh Pháp Hoa đó
và cứ nghe được là cầu xin giảng sanh là phước đức, mà kinh Pháp Hoa đem báo, đem cái kinh Pháp Hoa này nói là bậy là bạ, là ác đức á, có ba cái vế này. Kinh Pháp Hoa nó Đức Phật nói, nhưng mà cái nhà dịch sau này người ta không dịch rõ ràng, bởi vì nó trải qua 2560 mấy năm rồi. Thì một ông của Phật ông nói là chỉ tam sao phất bổn thôi, mà bây giờ nó vượt bao nhiêu mấy ngàn năm, mà chắc là mấy chục sao chứ không phải là ba sao. Con nên nhớ là con hỏi chứ là con tiếp theo là bình thường trong trong các cái tội lỗi là nói xấu thầy chùa là có tội không thầy? Nó đúng ra nếu mà mình gặp mấy ông thánh tăng mình nói có tội, mà ông Hòa Vô Tăng một chữ cũng không sao. Đáp nó cũng thầy chùa, nhưng mà phải hiểu rằng mình phải hiểu rằng ông đó là thầy chùa thiệt hay thầy chùa giả. Thầy chùa thiệt không có dụng đi thuộc kinh nha, không có sanh xăm bói quẻ, mà không có cái chuyện mà ăn mặc lời lợi. Nhiều thầy chùa mặc rất đẹp, cái đó là thấy rồi, thấy đầu cái đó cái hình dáng là ông giả rồi, ông lừa người đó. Tôi nói thật, nếu một vị thầy và một thánh tăng là như thế nào? Thánh tăng là người đó phải kiến tánh, là phải thấy bằng đức Phật, nhưng mà không màng tới danh lợi, không màng tới tiền tài, ông nói là thánh tăng đó. Còn ông mà cái đi ra thấy mặt lắm bó mắm thì thôi, không có tiền đó thì nên nhớ là chửi ông cũng không sao. Thì dám mà về, tại sao? Tại sao bữa hôm con có nghe cái câu đĩa mà tôi nói ông Thịnh Kiệt Từ, tôi ông loạn mồm. Tại sao dám? Ông đem cái đạo Phật là cái đạo giác ngộ để có học chuyện nói trên trời đó, câu ông là ông đi qua nước Úc, ông qua mà ông nói nó xin lỗi, nó mất cái tinh hoa của đạo Phật. Tôi phải nói, tôi phải trưởng lại. Tôi cái câu nói đó mà giáo hội Phật giáo Trung ương nó chửi tôi, nó tại sao nói mạnh nặng quá. Tôi nói có danh từ nào nặng hơn tôi nói nặng hơn. Bây giờ tôi mời tất cả những vị, tôi nói cái câu chuyện này. Có cái câu chuyện mà có cái tiến sĩ mà ở bên New York, anh yêu cầu tôi coi trên cái mạng, mà anh biết anh là thấy trả lời rất hay, kêu tôi đứng lại tôi nói không được. Bây giờ tôi đây muốn nói tôi phải xin phép, mà chính quyền cho tôi mấy tháng sao tôi dám. Rồi tôi biểu tôi xuống ổng ra giáo hội, điền cho giáo hội Trung ương, giáo hội Trung ương không ai dám trả lời gì ổng. Vậy ổng dẫn rồi 5-7 ông tiến sĩ ông vật lý về đây mà ổng hỏi mà đó. Thành ra tôi xong cái mấy ổng kêu tôi về, bắt đầu hết chửi ổng, năn nỉ tôi, biểu tôi giải thích giải đáp ở đây. Tôi nói không được, tôi đâu có cạo đầu, tôi đâu có đâu đệ tử ông đâu, mà ông ra lệnh tôi phải làm này làm kia. Muốn ra lệnh ông nói chính phủ cấp giấy cho tôi, tôi nói mà ráng chịu, mà rồi có chuyện gì đó thì chính phủ chịu rồi chứ tôi không chịu. Nên nhớ rằng bây giờ nó đã phải về, thành ra trong kinh Đức Phật nói sao, nếu một vị thầy chân tu á mà người ta đuổi mình cũng không đi nữa, còn thầy tu giả thôi đừng chèm vào, mà muốn nói ổng gì nói. Cái đó trong kinh nói, Đức Phật dạy đàng hoàng mà, chứ đâu phải ông có nói, chứ đâu phải ông nói. Con hỏi tới về thầy cho con câu cuối là ngày xưa là con chưa có biết đến thiền tông á, thì con cãi lộn với ông thầy Táo Chiên bên Mật Tông á, là con cãi không có lại. Sau này con biết đến với thiền tông rồi, con cãi lộn với ổng là 3 lần, thì con giờ con bị đau đầu 3 lần mà con không biết thiền tự nhiên. Cái tất cả những người mà hồi xưa đó, mấy ông đó là ông tu Mật Tông thì ông có cái lời ha, con cãi với ổng thì ổng có ông thần, mà ông thần phải binh với người này, binh với ông thầy này. Thành ra cãi không sao, nhưng mai mốt em còn muốn cãi mình đừng có đau đầu á, con chỉ làm vậy nè ha, con lợi con đừng có nó đau gì đau, con cứ xía vô con nói hoài, nói câu thứ 3 là hết đau liền. Đừng có cầu ai, đừng có sợ. Còn cái song song con nói thẳng vô đi, mà cái tâm con thanh tịnh, bên kia nó sợ liền. Con vừa cái tâm tự nhiên thanh tịnh, cái ông thần cũng sợ ông chạy. Là tại sao? Bởi vì cái kinh nghiệm chứ nè, tất cả những người mà gọi là thần nhập rồi đó, thì nghe những cái quyển sách về thiền tông chịu nổi. Thứ nhất là cái quyển số 8 đó, nghe đi, đem cái đĩa số 8 nói không cha nào chạy nghe đâu đâu. Tôi nói thật, ta chỉ nhìn cái quyền ký là bắt đầu ta sợ rồi.
thì nó có cái lực, nó có lực dương. Bởi vì cái này ông Phật ông dạy, ông sử dụng nhiều cái danh từ mà nó phát ra một cái lực dương, từ cái tiếng nó nói ra nó phát ra cái lực dương. Thì đừng có sợ vậy, mai mốt ơi con cái thanh tịnh lỡ chữ lộn không đi, tôi bảo đảm cho con gì lại sao sợ, sợ với đầu liền. Cái đó là gọi là ma mắt vào mặt người ta đó, con sợ không có giúp. Thế đây cho con hỏi một câu, cái trường hợp của con đó là con chứng hợp chắc cũng vài lần rồi, và trong cái khoảnh khắc mà con chuẩn bị bứt hơi thở thì nó tự nhiên nó bừng tỉnh lên, nó tỉnh hơn bình thường như giờ rất là nhiều. Nhưng mà có cái lúc đó sao hơn sao hỏi thì con không chết. Vậy là nếu lúc đó con bứt hơi thở luôn, con đi luôn, thì con theo thưa thầy chỉ cái công thức để con đi này. Nhưng mà ông nhìn nó sáng cái là thở là cái thì lại, còn bây giờ là chỉ cho chú đi cũng chừng. Nó đi đường có công đức nhiều mới đi được, còn không cái nghiệp mình cái đó là do ông thần cũng kéo lại đó. Ở mình chưa có hết còn lâu. Bây giờ muốn tạo thêm số công đức nữa đi, nín thở đi luôn liền. À, cái đó cái lực mà. Bởi vì ông thần mà ổng né mình á thì mình mới đi được. Có số chưa có tới mà ngồi thích nít nắm tôi kéo lại. Đó do ông thần. À, còn mình có công đức nhiều, ông thần không dám, mình đi kiểu gì cũng đi, muốn nhảy đầu cũng được đó. Ông giữ mình. Còn nếu mà cái nghiệp mình chưa tới, còn toàn không đi được. Không phải. Nếu mà đi được á, xin lỗi mấy người mà ta khổ quá đó, ta nín thở ta chết đi, không được. Tại phải trả cái quả này, không có nín thở được đâu. Muốn nín thở tạo công đức rồi. Nên lúc đầu có nghĩa là thần thả ra nên cái đi liền, giống như điện mà sạc đó, mà nó nối với điện lưới thì làm sao dứt điện được, muốn dứt điện phải tắt cái điện lưới thì ở đây nó chết liền. Rồi thầy cho con hỏi thử thêm, xin thầy cho con luôn con thích để lúc đó em biết là con đi vì nãy công thức giải thoát là nói là ham muốn mãnh liệt rồi có công đức biết đường đi. Nãy cái bài dặn dò ta có nói rồi đó, về đọc cho kỹ lại, thấy cái gì đó đừng có theo. À, mình nãy tôi có nói là rơi vào trung tâm như học quế là đừng sợ chết. Chứ còn mình muốn đi mà sợ chết thì thôi khỏi đâu, khỏi có đi được. Còn không sợ chết thì bây giờ nín thở thì tôi nín luôn. Thì mà phải có công đức công thần mới không dám lại gần mình. Chứ còn mà mình chưa tới số mà mình nín công thần không được, chưa đưa đi. Ở đây giờ đây trả nợ. Nên mình phải hiểu cái công thức vậy thôi. Và lấy tạo công đức thì nói rồi, có tiền thì mua sách, không có tiền thì đi mượn sách cho mượn, chịu khó sách đầu này đầu kia cho mượn. Nhưng mà mượn ai thích mới cho nha, không thích thôi kiếm một hai ông thôi, hai bà thôi, chứ đừng kiếm cho nhiều cho còn mệt. Nhiều khi mình đi kiếm nhiều nó trở thành ta nói mình điên, tối ăn đâu tối ngày cứ đi kêu ta đọc sách rồi. Rồi hỏi tới đâu ngày đã. À, có một vị sư hỏi là